Đây là con đẩy hai kênh có công suất mạnh nhất trên thị trường, chạy mạch class AB các bác nhé. Thưa các bác của anh em luôn xin được gửi lời kính chào. Và thưa các bác của anh em thân mến, nếu nói về dòng đẩy công suất lớn hơn con này thì có rất nhiều, nhưng nó chạy mạch class D. Còn nếu nói về dòng mạch class AB thì con đẩy PSMA 2.18 này là công suất mạnh nhất các bác nhé. Mỗi một kênh có thể đánh thoải mái cho một quả súp kép, hoặc mỗi một kênh có thể đánh thoải mái cho một chiếc loa full đôi. Đây là dòng đẩy hàng mới do Chila sản xuất, có mã số là MA2.18, hàng được nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ COCQ và được bảo hành lên tới 25. Con đẩy này có chức năng chống chập dây loa và chống sốc tín hiệu các bác nhé. Với công suất sản sinh là 1.800W trên một kênh, lên đánh tất cả những dòng loa nó rất là dữ, nó rất là mạnh các bác nhá, công suất rất dữ luôn. Đó, ok chưa? Dòng mạch class AB thì nó là nguồn biến áp các bác nhá, công suất đối xứng. Đấy, mạch truyền thống. Ok chưa? Từ trước đến nay nếu mà nói đến dòng mạch class AB thì các bác biết rồi, nó có con mạnh nhất là khoảng 1.300, hoặc có con là 1.500. Còn nếu nói về 1.800 thì nó rất là ít các bác nhá. Là em xin là giới thiệu các bác một con chạy mạch class AB size 3U, mới tinh nhập khẩu, 1.800 một kênh, biến áp nguồn đồng xịn. Ok chưa? 4 quả gió, hàng mới tinh, bảo hành dài hạn. Con này đủ tất cả các tiêu chí cho các bác của anh em mua, đó là khỏe, bền, tiếng mạnh và rất là chuẩn chỉ phần tiếng. Giá thành vô cùng hợp lý và được bảo hành dài hạn các bác nhé. Và hiện tại chiếc đẩy này em đang chào bán với giá là 12.800.000 đồng trên một chiếc các bác nhé. 12.800.000. Đó, các bác thích những cái dòng lành và những dòng đánh súp cực khỏe, cực mạnh, các bác chọn con PS Audio M2.8 này. Thì ngoài cái dòng này thì em vẫn có một dòng nữa của PS, đó chính là con hai kênh các bác nhé. Hai kênh 2.25 chạy mạch class D với công suất đạt 2.500 một kênh các bác nhé. Con đấy chạy mạch class D, còn đâu em vẫn đã giới thiệu rồi. Trên thị trường con đẩy mạch class AB thì con PS 2.18 này là mạnh nhất các bác nhé, chuyên trị súp kép và chuyên trị phun đôi. Ok, cảm ơn toàn thể các bác cùng anh em. Vâng ạ, tuyệt vời, hàng mới tinh, dùng yên tâm lắm các bác nhé. Đó, ai đang tìm kiếm, các bạn nào tìm kiếm thì có thể alo cho em để sở hữu con đẩy này. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, anh em gọi cháy máy luôn đấy ạ. Vâng ạ, hai số máy của em đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.